Vâng, Đá Phong Thủy MC xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Trước mắt chúng ta là một chiếc nhẫn và một phôi thạch anh tóc. Phải nói là cái mặt dây chuyền thạch anh tóc hả vị ha? Mà MC đã bán cách đây là 2-3 năm hay gì đó rồi. Và khách hàng của chúng ta đem cái mặt dây chuyền thạch anh tóc mà khi xưa MC đã bán tới yêu cầu là mài một cái mặt nhẫn. Vâng, MC sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị, các anh chị, khách hàng mà đã ủng hộ MC hả vị ha? Và ở đây chúng ta có thể thấy được rằng là một cái quyền lợi rất là tuyệt vời từ phía khách hàng. Đó là chúng ta có thể sở hữu một sản phẩm. Và chúng ta yêu cầu ENG khi mà chúng ta cần là chúng ta sẽ có một mặt nhẫn và một mặt dây luôn hả vị ha. Rất là tuyệt vời và rất là thú vị luôn. Mà không phải là hộ kinh doanh nào cũng có thể hỗ trợ chúng ta điều đó. Ở đây quý vị các anh chị chúng ta thấy là cái mặt nhẫn của chúng ta là một dòng thạch anh tóc cam, nâu cam hả vị ha, ánh kim cực mạnh luôn. Và tiếp theo là một cái chiếc nhẫn Mỹ được ENG thay vào đó là một viên sapphire phan thiết hoàn toàn là thiên nhiên và tự nhiên. Với ánh sáng của tự nhiên thì quý vị các anh chị chúng ta thấy là một cái nền đen và một cái trục titan màu xám. Thì khi mà chiếc nhẫn này á đeo trên tay mà chúng ta ra nắng á, thì nó sẽ có hiệu ứng sao, tức là sáu cánh hả quý vị ha, rất là tuyệt vời luôn. Và lát nữa đây thì MC sẽ mời quý vị chúng ta chiêm ngưỡng dưới đèn để chúng ta có thể thấy sao. Vì khi MC quay thì thời tiết nó đang âm u nên thành ra là chúng ta không cảm nhận được sao của viên đá hả quý vị ha. Còn đây là một cái MC dùng đèn để rọi vào đèn LED điện thoại á. Thì quý vị có thể thấy là chiếc nhẫn của chúng ta với viên sapphire của chúng ta nó có điều gì thú vị ạ? Quý vị có thể thấy là một cái ngôi sao bự ở giữa và một cái ngôi sao kép bốn cánh ở kế bên. Cái chiếc nhẫn của chúng ta là sao kép hả vị ha. Để mà có cái hiện tượng mà sao kép như thế này á thì thường nó sẽ là song tinh.